Thưa quý vị, thời gian qua, đoàn viên thanh niên các cơ quan đơn vị quân đội trên địa bàn tỉnh Đồng Nai luôn sôi nổi thi đua rèn đức luyện tài, lập thành tích hưởng ứng tháng 3, tháng thanh niên và chào mừng kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26 tháng 3 năm 1931, 26 tháng 3 năm 2023. Nhiều hoạt động ý nghĩa đã được các đơn vị tổ chức, tinh thần thanh niên xung kích còn được thể hiện trong học tập, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật. Để đạt được kết quả nhiều năm liền, đơn vị không có vi phạm kỷ luật phải xử lý. Những năm qua, Trung đoàn 31 đã và đang thực hiện rất hiệu quả cách làm. Đó là chuyển từ kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm kỷ luật, thành nắm chắc tình hình đơn vị, dự báo chính xác tình hình tư tưởng, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các dấu hiệu, nguy cơ dẫn đến vi phạm kỷ luật, mất an toàn. Trong đó, đội ngũ cán bộ và tổ chức đoàn các cấp thực hiện tốt một số nội dung, biện pháp chủ yếu như mô hình mỗi tuần một điều luật, đơn vị ba nhất, năm chủ động trong công tác tư tưởng. Qua đó, cán bộ các cấp nắm chắc tình hình đơn vị, sàng lọc, phân loại tư tưởng để có phương pháp giáo dục, quản lý phù hợp. Qua các hoạt động do đơn vị tổ chức thì tôi nhận thấy rằng các hoạt động đoàn và phong trào thanh niên luôn được lãnh đạo, chỉ huy các cấp quan tâm, tổ chức thường xuyên có nề nếp. Đó là các hoạt động bổ ích, là sân chơi lành mạnh, là môi trường văn hóa tốt, giúp cho đoàn viên thanh niên, nhất là chiến sĩ mới phát triển, phát huy được thể chất lẫn tinh thần, giải tỏa những áp lực mệt mỏi sau những giờ học tập, huấn luyện căng thẳng. Hơn thế, qua các hoạt động còn góp phần xây dựng tinh thần đoàn kết trong đơn vị và tiếp thêm năng lượng mới giúp chúng tôi hoàn thành tốt cái nhiệm vụ tiếp theo. Trong thời gian qua thì công tác đoàn và phong trào thanh niên đã được cấp ủy chỉ huy các cấp trong toàn đơn vị chúng tôi ấy là đặc biệt quan tâm, lãnh đạo chỉ đạo và thực hiện có hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Và để các cái học động đoàn, phong trào thanh niên hoạt động một cách hiệu quả thiết thực thì các tổ chức đoàn, nhất là đoàn cơ sở Trung đoàn 31, các liên chi đoàn đã xây dựng các cái chương trình, kế hoạch hoạt động cụ thể. Qua đó đã góp phần là thực hiện chặt chẽ và thu hút được đông đảo cán bộ đoàn viên thanh niên tham gia. Bên cạnh đó, đơn vị còn tổ chức các hoạt động đọc sách, báo. Thông qua những hoạt động này, nhận thức và trách nhiệm của chiến sĩ được nâng cao, sự hiểu biết về chính trị, quân sự, pháp luật nhà nước, kỷ luật quân đội. Để hoạt động trong tháng thanh niên năm 2023 đạt hiệu quả thiết thực, đơn vị thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức hoạt động phong phú, đa dạng, phù hợp với tuổi trẻ. Trong đó, các hoạt động như đối thoại diễn đàn thanh niên, thể thao, giao lưu văn hóa văn nghệ đã thu hút sự hưởng ứng tham gia sôi nổi của bộ đội. Thực hiện theo cái hướng dẫn của phòng chính trị sư đoàn, thì ban chấp hành đoàn cơ sở đã xây dựng kế hoạch và triển khai đến toàn đoàn cơ sở để thực hiện tháng thanh niên một cách nghiêm túc. Trong đó thì chúng tôi tập trung vào các cái hoạt động như là tổ chức phát động thi đua để chào mừng tháng thanh niên với chủ đề là tuổi trẻ Trung đoàn 31 tiên phong chuyển đổi số, xung kích lập công tô hồng truyền thống, và triển khai rất nhiều các hoạt động như là tổ chức ngày thứ bảy tình nguyện, ngày chủ nhật xanh, rồi tổ chức thi đấu thể dục thể thao trong toàn đoàn cơ sở. Có thể nói rằng những hoạt động của tuổi trẻ ở đơn vị thời gian qua đã và đang mang lại kết quả tích cực. Từng đoàn viên thanh niên tích cực tự giác học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, xây dựng động cơ, thái độ, trách nhiệm đúng đắn, thường xuyên tu dưỡng đạo đức cách mạng, bản lĩnh chính trị, thực sự là lực lượng xung kích, nòng cốt trong xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.